ổng làm ruộng là vô địch ở đây đó, nhưng mà năm nay là bắt hai mình phải thang với là giống OM18 mà đó nha các bạn. Thua nó rồi đó. Thua thẳng luôn hả bác hai ha? Thua ha. Đó. Đó thì mình cũng mới hỏi bác hai thì bác hai cũng chia sẻ các bạn cũng đã biết ha. Đó, năm nay là bác hai chạy thẳng với OM18 rồi. À đông chân được. Dạ, đông chân này được ha. Đúng. Dạ, mà vụ này thì thua. Dạ. Thì nó bị đơ quá trời. Dạ, đơ chứ nó làm như chạy dây á bác hai ha. Ừ. Dạ. Thấu những cái lằn rôm của anh em cho bạn xem luôn. Coi nó đạt như thế nào nha. Ở đây thì cái làn gom của anh Liệt ha, bên đây thì làn gom của anh Phước. Mình để mình lựa chỗ nào gom cho dày dày đi cho các bạn xem. Đây nè các bạn, chỗ này dày ha, nè. Đó, đây là làn gom của anh Liệt nha. Coi lúa có gà hay không ha. Ồ, coi nè, hết hồn chưa các bạn. Đó, đã chưa, có gà lúa gì đâu. Đó, để nha, quay cái gần với cái thành đập của Thái Hưng Tây cho các bạn xem nha. Cái gần với cái thành đập của Thái Hưng Tây đang chạy đó là nó đạt đó các bạn, không gà lúa luôn đó. Đấy nè, thành đập của Thái Hưng Tây này nha các bạn, bao gà lúa luôn. Lúa OM 18 năm nay sao rồi bác hai? Thất thủ rồi hả? Ừ. Thua đủ 4-1. Thua hai bác hai hả? À. Năng sức nó rồi giá luôn không ta nè bác hai? Giá thì là nó cao hơn. À, giá là cao hơn. Ừ. Mà năng sức thì thấp hơn ha. Ừ. À, vậy là ở đây cũng có số ta làm 504 hả bác hai? Ủa 5451 hả? Đồng này có chú có chỉ có tôi xã này à. À, còn nhiều 5451. Ừ. Vậy là năng sức người ta cỡ nhiêu? 900 không? 900, 800 mấy, 900. Dạ, à, còn của mình là bác hai bố đồng được nhiêu? Mới gắt nè. Chưa bổ đồng được ha. Chưa. Vậy là cỡ 800 không? Chắc thẳng nói trả lời. Tính như vậy là trên lệch cũng nhiều ha. Nhiều. Trên lệch cả 100 kg à. Ừ. Giá đỡ bác hai. Có 7.000 mấy à. Là giá OM 18 đấy ha. Ừ, 7.000 mấy ha. Hồi lấy cọc lấy 8.000. Dạ. Rồi 5451. Là 4-1 hôm đó 4-7 mấy gì đó không biết. Dạ. Rồi bán gửi cái gì á. Dạ. Rồi bán gửi ra còn là 7.000 có, 71, 72 rồi. Đó nha các bạn. Bác hai là ổng cũng là ổng làm ruộng là vô địch ở đây đó, nhưng mà năm nay là bác hai mình phải thang với là giống OM18 rồi đó nha các bạn. Thua thẳng luôn hả bác hai ha? Thua ha. Đó. Đó thì mình cũng mới hỏi bác hai thì bác hai cũng chia sẻ các bạn cũng đã biết ha. Đó, năm nay là bác hai chạy thẳng với OM18 rồi. À đông chân được. Dạ, đông chân này được ha. Đúng. Dạ, mà vụ này thì thua. Dạ. Thì nó bị đơ quá trời. Đơ chứ nó làm như chạy dây á bác hai ha. Ừ. Dạ. Đó, vậy thì bác hai chia sẻ nhiều đó các bạn cũng biết rồi ha. Năm nay là bác hai chạy thẳng là giống OM18 luôn rồi. Nó bị chạy dây, nó bị đơ đơ đó bác hai ha. Ừ. Giá thì cũng nói chung giá tầm này cũng ngon rồi bác hai ha. Ừ. 7.000 mấy thì cũng được rồi. Và nó cũng vẫn cao hơn thằng 5451. 7.7. Dạ 7.7 ha. Ừ. Dạ. Biết cây này thì của anh Liệt nha các bạn. Đó, còn cây này thì của anh Phước. Rồi một cây trên đang chạy xuống thì của Thái miền Tây. Hiện tại ba cây đang dòn chạy chung. Hay cha cái gì vậy? Chuột hả? Rồi bây giờ thì để mình quay cho các bạn nhau rồi cùng xem tham khảo những cái lằn rôm của anh em cho các bạn xem luôn, coi nó đạt như thế nào nha. Ở đây thì cái lằn rôm của anh Liệt ha, bên đây thì lằn rôm của anh Phước. Mình để mình lựa chỗ nào rôm cho dày dày đi cho các bạn xem. Đây nè các bạn, chỗ này dày ha. Nè, đó, đây là làn gom của anh
anh Liệt nha, coi lúa có gà hay không ha. Coi nè, hết hồn chưa các bạn? Đó, đã chưa, có gà lúa gì đâu. Đó, để anh quay để cho các bạn và mọi người phân biệt luôn. Đây là của anh Liệt nha, quá đạt chưa, gom nè. Cũng có trứng cá lây gai nha các bạn, nhưng mà trứng cá là do lép nó dai đó, này. Chứ không phải là tại trứng cá đâu. Đó nè, lép không à, nhưng mà mình dòm tưởng như nó dài dữ lắm, dài coi nè đó. Ha, lép rồi. Tới đây thì bên đây thì của anh Phước này các bạn. Chà, khúc nào mình gom dày dày đi à, để cho các bạn thấy. Ở đây nè, gom dày nè. Này của anh Phước nha các bạn. Nè, của anh Phước thì nó nào ngay. Mình thấy thì nó cũng hơi trứng cá hơn, nhưng mà trứng cá lép không à nha. Đó, quấn hông cũng hung nè. Đó. Còn coi lúa nè. Đó các bạn, đây lúa. Thì nói chung là của anh Phước thì nó hơi nhít hơn nè. Của anh Phước, cái lặng của anh Phước thì thấy nó lép nó ra nhiều hơn. Mà hình như cũng có lúa lấy gai luôn nha. Còn bên anh Liệt thì không thấy ra luôn. Mà nói này ngay thì đó, mình hỏi cũng không đến nổi luôn các bạn. Nói chung cái này ra chấp nhận được. Đó, à. Đó. Rồi tiếp theo thì Thái miền Tây. Đây các bạn. Đó. Và bây giờ thì tới mình quay lần cơm của Thái miền Tây các bạn xem. Đó, Thái miền Tây mới chạy qua nè. À, các bạn coi gom Thái miền Tây nè, quá dày luôn. Đồ gom sao mà gom nhiều hơn bên đây dữ vậy ta. Qua đây gom bên anh Liệt cũng ít, bên Phước cũng ít, bên Thái miền Tây nè. Làm như Thái miền Tây chạy hết hàm ta, còn hai tay này chạy không hết hàm nè. Gom Thái miền Tây dữ hơn nè. Gom Thái miền Tây nào bạn, không có trứng cá gì đâu ha nè. À, lép không nè, thấy không đó. À, dạch lúa cho bạn xem luôn. Đây lép không luôn nè, thấy không các bạn? Đó, thấy chưa? À, quá đạt luôn ha, lép không à ha. Lép không luôn, lép dữ lắm, lép. Năm nay nói chung là nó bị chạy dây đó các bạn. Đó, nhiều người quay chơi cho các bạn và mọi người xem để tham khảo ha. Đó, ba mái nhau nha. Nè các bạn coi lúa nó chạy dây kiểu này nè. Chết chắc chưa nè. Đó. Đây nè, nó bắn máy bay nè. Đó, như cây như cái cọng tốt này vậy, chứ trong đây là nó lép cũng gần phân nửa hết trơn nè. Thấy không ha. Đó, lúa nó bị chạy dây trơn là ngộ lắm. Hiện tại thì ba mái ha. Nó đốm vậy nè. OE18 nè. Đó. Như các bạn coi thấy cái bông này không? Ngon lành chưa? À, nhớ bạn nè, coi trong cậy nè, lép hết trơn nè. Lép không. Lép hết nửa bông luôn. Ở đây thì thấy ý tí heo. Rồi để mình lên trên mình quay xuống cho các bạn xem ha. Ba máy đang đua nha. Đây anh Phước trên Liệt các bạn. Còn mấy dưới trường có Thái miền Tây. Rồi làm nữa hết rồi. Bài trà ba máy làm mau quá. Hồi qua bên kia miếng sạch kìa, mấy đuối nè. Quá quýt. Ê chuột kìa. Chuột. Con. Đây nè kìa, đây nhỏ hả? Dính này. Hát con bự chạy kinh nè. Ừ, ba chiếc chạy mau hơn, ngộ thiệt. Quá wow, ba chiếc nó làm mau quá, quay qua quay lại rồi kìa. À, xong rồi đó các bạn. Nó né nhào.
bốc nồi. Rồi tập trung qua bên miếng kia. Rồi đây thì tháng tay nha bạn. Rồi xong. Trời ơi, ơi, ơi. Má chuột. Rồi đó. Thôi giờ chẳng là mình quay cái gần với cái thành đập của Thái Hưng Tây cho các bạn xem nha. Cái gần với thành đập của Thái Hưng Tây đang chạy đó là nó đạt đó các bạn, không gà lúa luôn đó. Đấy nè, thành đập của Thái Hưng Tây này nha các bạn, bao gà lúa luôn, thành đập liền nha. Đó các bạn, thanh thưa thanh dày nha các bạn. Đó ha, vậy là các bạn biết rồi nha. Còn gần của Thái Hưng Tây nè, ở ba gần ha, gần lỗ vuông, ở dưới này cũng lỗ vuông luôn, ở dưới kia thì lưới rẻ, có lưới lưới thường mình đó các bạn, là ba gần, Thái Hưng Tây đang chạy ba gần, khá đặc biệt luôn chưa, lỗ vuông ở chân luôn nha. Đó, quay cho các bạn xem ha, cũng gần này ra tới đây nha. Rồi quay cho lực cho các bạn xem thành đập cái gì nha. Thôi tiếp tục qua miếng mới các bạn. Quá ba máy này làm quá. Rồi bây giờ thì tiếp tục qua bên miếng lúa sập, lúa sập để chờ cắt sau. Là qua chủ mới à, vậy là ba máy dọn qua luôn để chung luôn cho nó vui. Đó, các bạn nhớ nha, đó, thành đập của Thái Hưng Tây là thành đập liền nha, chứ không phải là xài thành đập nhớ bạn. Tới miếng luôn. Tôi gom gà. Thấy thòm không? Rồi vậy thì hai máy này thì anh em đã rút về. Cũng như cái miếng này thì Thái Hưng Tây đã cắt rồi, giờ Thái Hưng Tây chữ cù các bạn. Còn như thì để Thái Hưng Tây thử chữ được rồi. Rồi nó kéo anh em đang chuyển vô tí heo. Lên chấp. Rồi còn đây thì anh lẹt qua luôn.
ba lưới luôn. Đây gần của anh Đẹp chạy ba lưới luôn nha. Anh đang chạy mình có quay quá nha bạn. Nó anh chạy ba lưới lỗ vuông giống như tháng đây luôn. Ba lưới lỗ vuông nha, như tháng đây luôn. Nhưng mà anh chạy thanh đập, anh chạy khác của tháng đây. Tí xíu nó cũng xong rồi.